Các bạn đã trở lại Vlog Thắng Miền Tây. Mình đang đứng tại chùa Potisa Sahara, phường 7, thành phố Sóc Trăng. Đây, chiếc ghe cũng được sơn hoa hoang cỡ 60% rồi nha các bạn. Mời các bạn vào tìm hiểu để xem cái những nét hoa hoang chùa Potisa Sahara, phường 7 này như thế nào và anh em đang làm như thế nào, thì cùng mình để vào trong để chiêm ngưỡng chiếc ghe đua có thành tích cao ở trong mùa giải năm 2019, đó là được hạng tư nha các bạn. Cùng mình vào trong để tìm hiểu thêm cái nét hoa hoang mỗi chùa mỗi khác nhau và cái những người thợ đóng ghe như thế nào. Mời các bạn vào trong để tìm hiểu với mình nhé. Ghe Potisa Sahara phường 7 đã lên hoa văn rồi nha các bạn. Mời các bạn cùng mình vào để chiêm ngưỡng nét đẹp của kiến trúc và nơi đây các bạn, rất đẹp luôn. Wow. Anh em cũng đang chép chai nha các bạn. Sư cho con hỏi chừng nào xuống vàng tập chị Sơn? Mỗi ngày thứ năm. Vậy là thông báo cho các bạn biết là sư nói là ngày thứ năm xuống vàng tập luôn nha các bạn. Cảm ơn sư nha. Sư nói là bữa thứ năm là anh em xuống vàng tập đó nha các bạn. Anh em nào có ở không thì lại đây đề view cho các bạn, cho cô bác cùng xem nhé. Đây mới sơn hoa hoang cỡ 60% thôi các bạn, mà nhưng rất đẹp luôn nha các bạn. Thì ở đây có hơi gió các bạn ạ. Đây cô chú cũng đang chét chai nha các bạn, chét chai đánh dầu vô để cho nước đừng có thấm vào. Mời các bạn cùng chiêm ngưỡng ghe đua với mình nhé. Ghe đua là như vậy, làm rất công phu cầu kỳ lắm các bạn ạ. Đó những họa tiết mới có, chưa có được sơn các bạn, khoảng 60% chiếc ghe thôi nha các bạn, chưa xong, lên màu rất đẹp luôn. Đây chú cũng sử dụng con mắt ghe để làm cái mới các bạn, tận dụng cái cũng làm cái mới. Mắt này cỡ mấy năm mà chú? Chưa có sơn xong nha các bạn. Cái này 6 màu đều khác nhau nha. Đây nước sơn. Đây các bạn, dưới ta lấy chỉ trước, chưa có sơn hoa văn nha các bạn. Mình sẽ quay dưới lường cho các bạn xem luôn. Đây dưới lường ghe này các bạn. Đóng một chiếc ghe rất cầu kỳ, công phu lắm các bạn ạ. Mình cũng thông báo với anh em luôn là ngày thứ năm tới này là sẽ anh em xuống cập vợt với vàng luôn nha. Chú đang chét chai các bạn, vô dầu cho nó nước không thấm các bạn, chắc cây nữa.
Cái này nhớ cái gì chú, phải dầu. Dầu trong. Ờ, dầu trong các bạn ơi. Tha dầu trong. Đây những hình thù chiếc xe đây nè các bạn. Bên này cũng chưa có xong nha các bạn, chỉ có xong một phút ở chỗ mũi thôi.